với những cái người mà sử dụng mail giống như anh Kiệt nói, hoặc là anh Châu nói là có anh chị nào để quen được 40 sử dụng mail không, nếu các anh chị quen được người nào thì lòng sẵn sàng với mình đó hỗ trợ làm những cái seminar như vậy. Thực sự cái phòng ngày hôm nay thì nó cũng hơi thô sơ chút xíu, lòng sẽ về cố gắng nghĩ một cái mô hình làm sao chuẩn luôn để tạo được cái ấn tượng đối với những người tham gia sau này cộng tác với Newsgreen để cùng lọt vào phát triển. Thì còn có một vài phút chia sẻ với các anh chị như vậy thôi, hy vọng trong tương lai chúng ta nói về những sự cộng tác gắn kết chặt chẽ hơn thông qua những hình thức có thể những cái buổi họp hoặc những cái buổi điện thoại. Nhưng mà trước mắt thì như các anh chị biết là cái phòng mới cũng cần thời gian để cách sức phát triển tất cả những cái gì về New Skin và cộng với những gì đọc trải nghiệm được thông qua cái mô hình Direct Sale sẽ giúp cho các anh chị có được thêm những kiến thức, những kỹ năng và tự tin hơn. Thì đó là cam kết. Xin cảm ơn các anh chị.